mang cây nào đi đây? À, là hán à? Ừ. À, đợt này có hàng co quá nhỉ. Là hán này là bao tiền cây đi bố? 8 triệu cây này. Cây này đẹp quá nhỉ. Bệ bãi đẹp, bãi rất ổn và cây. Còn cây này, cây bên này 3 triệu. Đấy, bây giờ đấy. Đấy, cây la hán đây. Định đứng xa xa chứ nhưng mà nắng ngất thì chú ở đây thì mua vải mà rồi. Đấy, bể bãi mệt đấy. Đi về phòng. Bể bãi hay đấy. Cái này hay đấy. À, chất lượng đấy. Này mà đánh là cái nó đỏ áo xích lắm. Đây. Đây này các bạn này đánh lúa được. Đấy. Cây ai mua thì cứ ra đây nhá. Để bố thì đấy, cứ ra đây mà mua thôi chứ còn bố thì bố không biết liên lạc hay là bán gì xa cái gì đâu. À, bán bố bán giá rẻ giật mình. Cứ ra mà múc thôi. Cuối tuần nhưng mà nắng quá không ai dám đi. Nắng quá. Cây cối trở đi bất. Ông Kiện này là ông ấy mang có mỗi cây. Ở đây có cây mai. Mai 1 triệu. À cũng của được ấy nha. Đấy. Mày có con cù ở chú đây thôi. Ngất chết. Cây này hay. Được. Cây xanh này không biết. 5 triệu. Cây này 5 triệu à? Vâng. Ừ. Hàng nhiều đầu đây. Hàng nhiều đầu đây. Ui giời nặng quá. Ui giời. Cái bé nặng chứ. Siêu. Điền đấy, điền nhiều đầu đấy. Điền nhiều quá. Điền nhiều đầu, 5 triệu. Cùng 3 triệu. Sang cái chỗ dầm dầm mà đi. Ui, đứng chỗ này là lành nhất. Quay. Xin phép các bác tí nhá. Quay chuối nhé. Quay chuối đi để cho lấy quay. À, quay chuối. Bạc chuối. Bao tiền cái chuối? 200. 200 một cây. Đấy. Quay chuối. Tiền. Chuối cảnh đấy. Này phải có chặt tháo. Này phải có hồ coi. Quay chuối đi. Thế còn gốc nhài này bao nhiêu đấy? Xu nhà đấy, nhà này chỉ dưới triệu rưỡi à? Vâng ạ. Bánh mì, bánh đà, bánh tiêu. Con móng này thì bao nhiêu? Đây nào? 2 triệu. Có phải móng nhỉ? Anh không mua cái nhà này, không thách anh đi mua cả chợ luôn, không bao giờ có khóm nhà như này đâu. Cái nhà này anh tin rằng nó phải hai mấy năm không? Hai mấy năm luôn á. Không phải nói dối đâu, em nói thật. Mới lăn mới được phóng nhà như này đấy. Mục mà luột. Không phải nhiều tiền 2 triệu gì đâu mà chỉ có hơn 1 triệu bạc, 1 triệu bốt bạc thôi. Đấy. Anh... Ai đấy mà nói hay chứ. Đây. Vinh nào rồi. Nghệ sĩ mà nói hay. Đẹp. Nghệ sĩ này mới vào nghề. Đẹp. Đóng nhà này đẹp. Thật. Anh, em nói thật, đây tôi là anh mua cái trái núi chứ không phải. Đây chưa thuộc thể, thể loại quả nhân được. Nó mới gọi là gừng nhân thôi. Ừ. Thật. Đây này. Ở đây cũng nhai lắm nhỉ? Đây. Trời ơi. Ôi giời sao nó đẹp thế hả anh? Này, cảm ơn anh rất nhiều. Cảm ơn anh rất nhiều rồi. Mày hay bảo chứ. Em làm đẹp ra. Đẹp quá. Khách đang bảo em làm xấu ra. À. Con này chắc cũng mấy trăm à? 3 lít. 3 lít. Thơm thế. Người cái nhà này thơm đấy. Có chỗ này này là dâm mát nhất. Chẳng đi đâu. Ôi giời ơi. À, con này đẹp đấy. Quá thể đáng rồi. Tuyệt sửa. Đừng moi ra đấy. Moi là chặt mẹ. Dở đây này. Cạo lông ấy, cạo râu ấy. Dở đây này. Có bẹ cái này gì? Hay cái này. Cắt cái này đi ra. Cạo râu đấy.
cắt tất hai cái. Con này xấu thì xấu, mình làm cây cho mình làm cho ai được. Thế còn bụi này thì bao nhiêu bác? Đó. À có đấy thôi. Vì nắng này hại cây, hại người, hại cây, hại cả xe cộ. Con này thì bao nhiêu bác? À, con này thì bao nhiêu? Chậu lâu chưa? Chậu lâu chứ anh, chậu thì mà hơi nó nhài thì có chậu gì đâu. Anh thích cây lấy cái nhánh này anh tách ra trồng vào cây chậu bò này chưa? Hay anh hiểu không? Riêng nhài thì không có chậu. Cứ cắt ra dâm cũng sống. Ừ, cho cắp canh mà anh. Bản thân nó là dễ ở trên thân mà. Cái này. Anh thích cái này cứ cắt. Mua để cứ dâm là được. Hở. Đấy, dễ cắt. Cho nó hở ấy. Cắt mẹ đi anh. Đây. Cắt thì em. Bây giờ thì anh em mình làm đẹp rồi. Đấy, chơi nó gốc thế nó đành nó hoa đúng không? Không cần mình chơi trái đúng thì thôi. Đẹp mà quá mất. Cắt bất cái này đi. À, mẹ. Chuối đây. Trồng để lấy chuối pháo đấy. Chuối pháo. Thế như anh bảo thì người ta luôn cái nhà như chẳng pháo. Người ta cũng xác định bán thì cái mấy triệu thì không mà đây là 2,5 triệu đấy. Thơm chỉ có nụ mà đã thơm. Đấy, mấy cái nụ thơm này. Dạ. Đi trái lúa nhỉ. Cắt nữa, càng cắt càng. Tí nữa lại chụp xuống. Tí nữa xịt nước vào nó lên nhìn sướng. Ô, oh, cái này rồi triệu đi làm cục bia nhá. Là chuyển màu cái lên. Quá cái. Cũng mù. Cắt nhiều rồi. Cần đầy mạnh. Dây ở đây cũng chậu rồi đó. Chậu nhiều vấn đề chậu. À, được rồi. Múc được. Càng dày càng đẹp. Càng dày càng đẹp. Nhải dễ chơi không mà. Dương hoa ấy mà. Thực ra là càng cành tơ lại càng nhiều hoa. Đẹp đấy. Mấy cây mini hay. Cái trực này dáng đẹp nhưng mà thiếu tính chất. Bán cho anh cây già không? Cũng hòa đông không? Cây không? Già có phép thôi. Cây gì? Cây xanh. À. Thế em bán cho anh gì đó? 7 triệu hay 6 triệu ạ? À?
Bạn ước 6,7 triệu ạ. Bạn ước nhỏ. Bạn ước. Sao? Bán rồi anh. Em rất là thánh nhà anh. Đi. Bán. Đi. Ai bán rồi. Bạn ước. Đó. Đi. Nó khổ giúp anh. Chịu. Ok. Để xa. Nào mày chặt em ơi.